kinh khiếp hơn Ất Dậu, tàn khốc hơn Mậu Thân, cao hơn Bão Tố, phá nát hơn Hồng Thủy. Mùa hè năm 1972, mùa hè máu, mùa hè của sự chết và tan vỡ toàn diện, mùa hè cuối đáy điêu linh, dân tộc ta sao nỡ quá đọa đày. Quả tình, nếu không có trận chiến mùa hè 1972, thì cũng chẳng ai biết đến Charlie. Vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập trùng vùng Tân Cảnh, Công Tung. Charlie hay Cải Cách hay C, đỉnh núi cao không quá 900 thước trông xuống thung lũng sông Poker và đường 14. Đông Bắc là Tân Cảnh với 12 cây số đường chim bay. Đông Nam là Công Tung, thị trấn cực Bắc của vùng Tây Nguyên. Charlie bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhớ từ sau 4.000 quả đạn pháo tới trong một ngày, từ sau người mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo nằm lại với Charlie. Anh,
anh ở lại Charlie. Anh hỡi anh ra từ vũ khí. Vâng, chính anh là ngôi sao mới một lần này chợt sáng trưng, là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng. Này anh hỡi anh ở lại Charlie. Anh vâng, chính anh là loài chim quý. Ôi cánh chim chung tôi phan ly, một lần dậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay. Ngày anh đi, anh đi, anh đi từ tổ ấm. Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh? Đời anh về chỉ còn chưa vần chán đứa bé thơ tấm khăn xô bơ vơ. Người qua phụ cầu được sống trong mơ. Ôi đam đe đức cơ click snoo chưa khe xanh gió mù đêm Hà Lao thức sâu. Anh cũng anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Tên vẫn chưa quen người dân thị thành. Anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh tiếc anh chiều rừng thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của nhớ thương. Hỡi bước chân dung trên công viên buồn, xin một lần thôi, một lần thôi vẫy tay ta từ Charlie. Xin một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi vẫy tay ta từ Charlie. Xin một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi.